Và đang ở chỗ
Thì Nguyễn nha. Hôm nay thì Nguyễn đi ngang đường á cả nhà. Thấy nó bán cái mận này. Lâu quá trường không có ăn bà con. Ngon ghê á, 65 ngàn ký. Này như là 2 4 6 8 hơn ký cả nhà. 84 ngàn. Trời chém muối ớt. Ta cho muối ớt luôn cả nhà. Còn ngọt không nha. Mời bà con nha, mời con ăn với thì Nguyễn nha. Mà trái này nó bị nứt nữa, nó ngọt lắm mà không biết. Chấm muối ớt cay. Mời bà con nha bà con. Đúng là ngọt ngay. Nhớ nãy mình đâu có lấy trái xấu xấu nữa bà. Cái trái này nãy nứt ở dưới đây cả nhà. Trời nó hư không ngon mà cái chị bán với nói trái nứt kia ngọt lắm, đúng là ngọt thiệt. Nó cay. Chấm với xíu rồi bà con. Nó nồng á. Được. Cay dữ vậy. Ăn cay cũng được cả nhà. Thì Nguyễn chấm có chút xíu xíu à, có đâu có dám chấm nhiều vô, nồng dữ vậy trời. Mặn nước quá chừng luôn. Chấm muối muối ớt cay cũng ngon mà cay quá vậy. Mặn nước quá chừng. Chấm nữa sạch nha, thả hơi ra. Cay không nổi rồi. Nó thì Nguyễn ăn ngậm cái miệng cái hơi đưa lên. Cay quá. Không phải là cay quá bà con. Mà không hiểu làm sao ăn cái hơi nồng cay nó đưa lên. Chém ớt đó em. Tí xíu cũng đưa cái hơi nồng lên nữa. Lần đầu tiên ăn muối ớt kiểu này luôn trời. Ăn chấm muối ớt ăn đâu có ngon. Đưa cái hơi lên xong à. Muối nó ngon, nó nồng quá. Quá trời quá đất, chảy nước mắt. Trái mận biết nói luôn. Ngon quá. Không có hư nha cả nhà. Có một hộp. Chết rồi. Hết ngon rồi cả nhà ơi. Chấm vô ăn là sặc rồi sao ăn. Sặc lên mũi luôn.
Tưởng tượng cầm chén muối ớt chấm ăn ngon dữ lắm, trời ơi ăn tới đâu nó nồng lên nó mũi tới đó cả nhà, khủng khiếp. Mà ăn cái miệng mình không có cay mà sao cái hơi cay nó nồng ngược lên. Trái này nó ngọt, trái này nó ngọt mấy rồi con. Cay cay cũng thèm chấm miếng nó hít hà lỗ mũi. Cái mặn nó nước quá rồi nước. Hả hả cái miệng ra cho ra cái hơi. Làm hết ngon. Quá cay. Trái này có ngọt không? Trái ngọt hơn một chút. Sao nó cũng nồng đưa lên nó mũi rồi bà con ơi, hà cái hơi nó cũng đưa lên kỳ quá. Ăn muối tôm sẽ ngon hơn, nãy có muối tôm mà thầy Nguyễn không lấy. Hôm nay mua cái mận này nè, người ta cho cái muối này nè cả nhà, muối ớt á, người ta lâm á, ăn không được. Chấm chút xíu rồi chấm vô. Lần đầu ăn cái kiểu này luôn. Mà cái miệng mình không có cay. Mà sao cứ nó nồng lên không mà cả nhà. Đầu tiên thì Nguyễn ăn cái muối ớt kiểu vậy luôn á. Đã mấy kia ta có cũng có muối hột hột ha. Cái mình bóc miếng mình ăn ha. Sao mà cái này đâm bằng cái ớt gì mà cay dữ không biết. Thua. Không dám ăn. Ba trái. Ăn cái gì mà không có muối không ngon ha bà con ha. Ăn mấy đồ chua chua phải có miếng muối vô. Trời ơi, ăn mà hít hà luôn trời ơi. Cho thầy Nguyễn hỏi bí quyết luôn nha bà con.
tại sao không? Chấm vô nó hơi cay cay thôi, đâu có cay quá cái miệng mình đâu, mà nó đưa cái hơi nồng lên không à bà con. Mặn này ăn cũng được thôi cả nhà. Thì Nguyễn thấy mặn màu đỏ hình như thấy ngon hơn á, với cái mặn hồng đào kia, mặn hồng hồng kia cái thịt nó cứng hơn. Thịt này thì nó mềm hơn, ăn được cái đầu chín thì nó ngọt thì nó ngon. Ăn ăn như thôi kìa bà con ơi, muối nó nồng quá làm mình ăn hết ngon rồi. Thì Nguyễn Vlog xin cảm ơn cả nhà nha, đã xem hết video của thì Nguyễn. Thì Nguyễn cảm ơn cả nhà nha. Buổi sáng thì ăn bún bò cả nhà, chiều rảnh ăn mặn. Rồi thì Nguyễn xin cảm ơn bà con cô chú anh chị em nha. Bye bye, hẹn gặp lại.